Em xin chào các bác, thì đây là một cái video mà test hai cái sản phẩm cao cấp của bên chính hãng của bên PS Audio, hàng chính hãng 100% các bác nhé. Thứ nhất đó là một cái con vang cơ, mã con này là con SV12, và thứ hai nữa là một con lưng tiếng, và con lưng tiếng này là con V600. Và trong cái video này, đặc biệt là trong cái video này, là hai cái thiết bị này sẽ lắp vào một con âm ly. Đấy, thì đây có một bác khách thì bác ấy yêu cầu là bác ấy đang sử dụng cái âm ly, và âm ly của các bác ấy thì cái phần chiết áp, cái phần equalizer của nó rất là kém, hát nó hay bị ríu rít mic, và tiếng nhạc cũng như là tiếng mic nó không hay nữa. Và bây giờ chỉ tận dụng cái con âm ly đấy ở cái trường hợp là chỉ sử dụng cái vế công suất âm thanh của con âm ly thôi, và bỏ toàn bộ những cái chiết áp, phần equalizer, và chỉ sử dụng cái vế công suất con âm thanh của con âm ly. Có nghĩa là mình sẽ biến cái con âm ly đó thành một cục đẩy công suất đấy, và chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ ở trên con lưng tiếng và trên cái con vang này làm xử lý tiếng nhạc cũng như tiếng mic, sau đó sẽ đưa xuống con âm ly này, và con âm ly này chỉ có nhiệm vụ là khuếch đại cái tín hiệu nó và đưa ra loa đấy để các bác nâng cấp cái âm ly. Và đây đầu tiên thì các bác sẽ nghe một đoạn nhạc rồi cho em sẽ nói chuyện tiếp cho các bác nhé. Đây em sẽ bật một cái đoạn nhạc ở trên cái hệ thống này. Thưa các bác, thì vừa rồi các bác đã nghe một đoạn nhạc ở trên cái hệ thống như này. Thì thưa các bác là ở trên thị trường thì các bác hiện giờ đang sử dụng những cái hệ thống âm thanh, và đa phần rất nhiều bác là đang sử dụng những con âm ly như này, đang sử dụng những cái âm ly này. Thì nhược điểm của những cái con hệ thống âm ly của chúng ta đó là cái phần equalizer của phần xử lý tiếng hiệu mic cũng như là tín hiệu nhạc thì nó rất là kém, và khi mà chúng ta hát thì nó hay bị cái hiện tượng là rú rít mic. Thì khi mà sử dụng những cái âm ly hệ thống như vậy, mà đặc biệt là những cái con âm ly mà sử dụng lâu đời rồi, thì còn có cái bệnh là cái những cái chiết áp này nó bị kém đi, và chúng ta vặn nhiều khi nó cứ sột xẹt ở loa, lúc nó lên một vế, lúc lên hai vế, lúc nó mất tiếng, lúc nó có tiếng. Thì đó là những cái hệ thống mà equalizer của những âm ly đời cũ nó đã bị gặp những cái trường hợp như vậy. Thì khi mà chúng ta muốn có một cái hệ thống âm thanh nó sẽ tốt hơn, nâng cấp nó sẽ tốt hơn, mà chúng ta sẽ bỏ ra một cái chi phí nó thấp nhất, thì trong cái phương án này hôm nay thì em giới thiệu cho các bác hai cái sản phẩm để các bác mua về để các bác nâng cấp cái âm ly. Có nghĩa là chúng ta vẫn tận dụng cái âm ly cũ đấy, và chỉ biến con âm ly đó thành một cục đẩy công suất. Có nghĩa là chúng ta chỉ tận dụng lại cái vế khuếch đại của con âm ly thôi, vế công suất khuếch đại của con âm ly thôi, và chúng ta sẽ bỏ toàn bộ những cái chiết áp đi, không sử dụng nữa đấy, và chúng ta chỉ sử dụng cái vế khuếch đại của con âm ly. Và chúng ta mua thêm một con vang cơ. Đầu tiên là chúng ta sẽ mua thêm một con vang cơ, và cái mã vang cơ hôm nay giới thiệu cho các bác đó là cái mã SV12, là một cái dòng sản phẩm mà đáng sử dụng nhất thị trường. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ bỏ ra một cái chi phí nó thấp nhất, nó rẻ nhất, nhưng mà chúng ta sẽ được một cái hàng chính hãng. Và cái con này em đánh giá là một cái con mà nó rẻ tiền nhất và đưa lại một cái hiệu quả âm thanh tốt nhất. Tiếp đến đó là một, đầu tiên là các bác sẽ mua một con vang cơ nhé. Đấy, và các bác tiếp đến là các bác sẽ mua thêm. Đấy, với cái con lưng tiếng này các bác mua thêm cũng được, hoặc là không có mua thêm cũng được. Nhưng là đầu tiên thì chúng ta phải có một con vang cơ. Đấy, còn con lưng tiếng thì các bác có thêm thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Đấy. Và chúng ta sẽ ở đây là một cái con lưng tiếng, và cái con lưng tiếng này là mã nó là V600, thì cũng là hàng chính hãng của bên PS Audio. Và với cái con vang này thì em đánh giá cũng là một cái con vang mà đưa ra một cái chất âm nó tốt nhất, và cái chi phí chúng ta đầu tư ban đầu đó là rẻ nhất, nhỏ nhất các bác nhé. Thì đây là hai cái sản phẩm này, thì các bác sẽ ghép hai cái sản phẩm này với cả âm ly. Trong cái trường hợp này thì em sẽ quay ở phía đằng sau. Thì với con âm ly này thì trong cái trường hợp này thì em chỉ sử dụng cái vế công suất khuếch đại của con âm ly thôi. Và con âm ly này hiện nó đang kéo cái đôi loa bát này, đôi loa bát 25 các bác nhé. Đôi bát 25, loa bát 25. Và ở trong con âm ly này, ở phía sau con âm ly này, nếu mà trong trường hợp mà những cái phần equalizer của âm ly nó kém đi rồi, tiếng nó không hay nữa, nó hay bị ru rít mic, và tiếng nhạc cũng như tiếng mic nó không hay nữa, thì các bác chỉ tận dụng cái vế công suất khuếch đại của con âm ly. Có nghĩa là cái vế công suất của nó, thì ở đằng sau con âm ly bình thường thì các bác sẽ thấy là sẽ có cái cầu chữ U như này nhá.
Đây, các bác em vừa rút hai cầu chữ U. Ở đằng sau con âm ly thì gần như là hơn 90% là đằng sau con âm ly nó sẽ có cái cầu chữ U như này. Đây, thì nó sẽ nối cái vế trung tần của âm ly và vế khuếch đại của con âm ly. Đấy, thì khi mà chúng ta bỏ cái vế trung tần đi và chúng ta chỉ sử dụng cái vế khuếch đại của con âm ly thì chúng ta sẽ rút cái bỏ cái cầu chữ U đi đi. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái cầu chữ U, một cái ở trên, một cái ở dưới. Các bác sẽ rút bỏ ra. Và lúc đó thì nó sẽ đưa ra là bốn cái rắc này. Thì chúng ta sẽ sử dụng là hai cái rắc đường tín hiệu vào cái vế công suất. Và chúng ta sẽ cắm cái đường tín hiệu từ trên cái con lưng tiếng ở đây ạ, đưa xuống con âm ly. Ở đây thì em cũng giới thiệu qua cho các bác cách lắp đặt như này các bác nhé. Đầu tiên đó là đường tín hiệu nhạc và đường tín hiệu mic sẽ đi vào cái con vang. Đây là con vang đây ạ. Đây là con vang các bác nhé. Còn ở phía trên là con vang SV12. Đưa đường tín hiệu nhạc và đường tín hiệu mic vào con vang. Sau đó thì nó xử lý cái đường tín hiệu nhạc và tín hiệu mic nó sẽ hòa trộn với nhau. Và nó đưa ra hai cái đường tín hiệu dành cho loa trái và loa phải đây. Và hai cái đường tín hiệu dành cho loa trái loa phải này sẽ tiếp tục sẽ đưa xuống cái đường input của con lưng tiếng. Input của con lưng tiếng thì với cái con lưng tiếng này trong cái nhiệm vụ này là nó sẽ lưng cả tiếng nhạc và cả tiếng mic, có nghĩa là nó sẽ xử lý thêm một lần nữa cả tiếng nhạc cả tiếng mic cho tiếng nhạc và tiếng mic nó sẽ hay hơn. Sau khi mà xử lý xong thì nó sẽ đưa hai cái đường tín hiệu của loa trái loa phải đó đưa xuống cái vế khuếch đại của con âm ly. Đấy, và được con âm ly khuếch đại tiếng âm thanh nó sẽ to lên và nó sẽ đưa ra loa. Đây là hai cái đường tín hiệu ra loa. Đấy, thì trong trường hợp chúng ta sẽ tận dụng lại những cái âm ly cũ và chúng ta sẽ biến cái âm ly thành cục đẩy công suất và chúng ta mua thêm hai thiết bị này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh nó hoàn toàn khác biệt so với trước. Đấy, âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Tiếng mic và tiếng nhạc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ở phía đằng sau này các bác nhé, em giới thiệu cho các bác là đầu tiên đó là cái con vang cơ. Thì cái con vang cơ, cái mã con này là con SV12 hàng chính hãng của bên PS Audio. Đấy, thì với cái con này thì nó có đầy đủ tất cả những cái đường tín hiệu đầu vào hiện đại bây giờ. Ví dụ như đường quang học là giải mã tín hiệu quang học này, có dâu thu phát tín hiệu Bluetooth để giao tiếp không dây với cả điện thoại di động này, và có cổng AUX1 và AUX2 trong trường hợp chúng ta cắm cổng đường hoa sen, đường tín hiệu đường hoa sen. Đấy, và nó có đầy đủ đường tín hiệu đầu vào. Và đường tín hiệu đầu ra thì nó cũng có các cái đường tín hiệu ra, như là đây là dành loa trái loa phải này, dành cho loa center này, loa trung tâm này, và dành cho loa super này, super bass. Đấy là những cái đường tín hiệu ra và vào ở trên cái hệ thống này. Đường tín hiệu mic thì chúng ta sẽ có 3 cái đường tín hiệu mic ở phía đằng sau và 2 đường tín hiệu mic ở phía đằng trước. Đấy, các bác cắm thoải mái đường mic, rất nhiều đường mic cho các bác. Và tiếp đến là con lưng tiếng. Con lưng tiếng này thì nguyên tắc của nó là chỉ có hai đường vào và hai đường ra. Hai đường vào và hai đường ra, và đường ra thêm một đường nữa là đó là đường loa super. Đấy, bản thân ở trên con lưng tiếng này nó sẽ chuyển đổi đường tín hiệu, hai đường tín hiệu đầu vào, và nó chiết xuất ra cái đường loa super dành riêng cho cái loa sup, loa siêu trầm. Đấy, các bác có những cái loa sup, loa siêu trầm là tạo cái thành tiếng trống bùm bùm ấy, thì cái trên cái con lưng tiếng này nó sẽ chiết xuất ra riêng cái đường đấy. Gọi là trên bản thân con lưng tiếng này nó có đường cắt cốt. Đấy, và nó sẽ cắt ra cái đường loa súp đây, đây đường loa súp. Ở trong trường hợp này thì em không sử dụng loa súp đâu nhé. Đấy, thì khi mà cái đường tín hiệu từ trên con vang đưa vào cái đường input của con lưng tiếng, thì cái đường tín hiệu ở con lưng tiếng thì các bác có thể là sử dụng cái đường hoa sen hoặc rắc ca lông. Ở đây thì em trường hợp là em sử dụng rắc ca lông và đường từ đường tín hiệu từ trên con vang xuống cái con lưng tiếng này, và nó sẽ xử lý thêm cái đường tín hiệu đó. Đấy, và lưng cả tiếng nhạc, lưng cả tiếng mic lên, sau đó nó xử lý âm thanh nó sẽ tốt hơn nữa rồi, thì nó sẽ đưa xuống con âm ly và khuếch đại lên để đưa ra loa. Và với hai cái thiết bị này là hàng chính hãng, chất lượng hàng rất là tốt. Các bác thấy là những cái rắc này nhá, cái rắc này toàn bộ bằng đồng hết, hợp kim đồng hết. Đấy, thì truyền tải tín hiệu rất là tốt. Đấy, các bác sẽ nhìn cái rắc này cũng thế, ở bên trong bằng đồng hết, truyền tải tín hiệu rất là tốt và âm thanh nó rất là hay. Tem hàng chính hãng của bên PS Audio đấy ạ. Ở đây là cái mã cào để kích hoạt bảo hành điện tử, cũng như là cái mã QR để các bác quét xác thực mà hàng chính hãng. Ở phần phía mặt trước của hai sản phẩm này thì đầu tiên đó là cái con vang cơ này. Thì em tại hôm nay tại thời điểm tháng 7 năm 2022 thì em đánh giá cái mã là SV12 hàng chính hãng của bên PS Audio là một cái dòng sản phẩm mà vang cơ em nhấn mạnh với các bác là một cái sản phẩm các bác lựa chọn trong cái giá thành mà rẻ nhất, nhưng mà chúng ta đưa ra một cái hiệu quả âm thanh là tốt nhất. Đấy, khi mà các bác muốn mua một cái sản phẩm mà vang mà có giá rẻ mà chất lượng âm thanh tốt nhất thì đây là một cái mã mà các bác sẽ đưa lên cái sự lựa chọn đứng đầu luôn. Đấy, mã là SV12, nhưng các bác lưu ý là hàng chính hãng của bên BBS Audio nhé. Vì cái mã SV12 ở trên thị trường thì có hàng nhái, thì khi mà các bác mua thì các bác có lựa chọn những cái cơ sở uy tín, mua đúng hàng chính hãng thì chất lượng hàng vô cùng tuyệt vời. Thì trên con này đây là cái mặt hiển thị thì nó sẽ thông báo trạng thái nhạc này. Đấy, khi mà có đèn nháy nhạc lên thì các bác sẽ thấy là nó sẽ, đây em sẽ bật nhạc.
Đấy thì nó sẽ nháy theo nhạc các bác nhé, nó sẽ nháy theo nhạc. Đấy. Đó, là có đèn nháy theo nhạc. Và bản thân ở dưới con lưng tiếng thì cũng có hai cái cột, nó sẽ thông báo trạng thái nhạc của hai cái kênh loa trái loa phải. Đấy. Đó. Đó. Và trên cái bản thân cái con này thì nó cũng có những cái tính năng đời mới. Ví dụ như là có bo mạch chống rú rít mic, thì chúng ta cái tiếng mic của chúng ta hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không bị rú rít mic. Các bác hát nó sẽ quyện tiếng nhạc hơn và nó dễ hát hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và chúng ta không bị rú rít mic nữa. Và hiệu ứng của tiếng mic ở đây thì nó sẽ có các cái ví dụ như vang nhanh, vang chậm này, các giải bass này, giải midi này, giải chép. Đấy là trong cái phần echo. Còn tiếp đến là phần equalizer của mic, thì chúng ta có 3 giải bass, trung tép để chúng ta về cái phần equalizer của mic. Và phần equalizer của nhạc thì chúng ta có 3 giải bass, trung tép của nhạc. Đấy, và ở phần phía trên này thì nó sẽ có tất cả là 2, 4, 5 cái đèn thông báo trạng thái. Ví dụ như chúng ta đọc USB thì nó sẽ sáng ở đèn USB. Chúng ta giao tiếp với cái điện thoại di động qua chế độ Bluetooth thì chúng ta sẽ chuyển về đèn Bluetooth. Chúng ta giải mã tín hiệu quang học, cắm một dây trực tiếp lên TV, lấy đường tiếng từ TV qua cái cổng quang học. Đường tiếng quang học là đường tiếng hiện đại nhất bây giờ các bác nhé. Thì trên cái con vang này thì cũng có giải mã tín hiệu quang học này. AUX thì chúng ta sẽ có 2 đường AUX để cắm dây. Đấy, và chúng ta sẽ chuyển qua chuyển lại bằng cái công tắc này, input này. Và ở đây thì nó sẽ có cái phần tua lách bài trong trường hợp mà các bác đọc nhạc ở USB. Đấy, đây là trong trường hợp này em đang đọc nhạc ở USB, để đỡ phải cắm dây dợ lằng nhằng thì em sẽ cắm cái USB vào đây và em sẽ đọc nhạc ở trên này để thử cho các bác. Và trong cái bài thử này lưu ý đặc biệt cho các bác là phần equalizer, phần hiệu ứng của phần echo là để hướng 12 giờ. Phần hiệu ứng phần equalizer của tiếng mic cũng để hướng 12 giờ và phần tia hiệu ứng của tiếng nhạc cũng để hướng 12 giờ. Có nghĩa là em sẽ để ở mặc định. Nhưng mà các bác thấy là ở chế độ mặc định chúng ta chưa chỉnh cái gì cả, mà âm thanh các bác vừa nghe âm thanh nó rất là luột là, tiếng rất là sáng, tiếng tép thì tí tách và rất là sáng, tiếng rất là hay. Đấy. Và tiếng bass thì nghe rất là ấm tiếng và rất là sâu tiếng, rất là tròn trĩnh tiếng. Đấy là phần hệ thống ở trên đây. Và đây là sẽ có 3 chiếc đáp chính. 3 chiếc đáp chính thì chúng ta sẽ có phần âm lượng của tiếng nhạc, âm lượng của tiếng mic và hiệu ứng của tiếng mic. Đấy, và đây là công tắc tắt bật nguồn. Đấy, và tiếp đến đó là em giới thiệu cho các bác là con lưng tiếng. Thì trên thị trường thì hiện giờ có hai cái dòng lưng tiếng chính. Có nghĩa là dòng lưng tiếng mà không có thêm những cái hệ thống phụ trợ như là có Bluetooth, có giải mã tín hiệu quang học hay là có đọc USB. Đấy, thì với cái con lưng tiếng mã là V600 thì nó đơn thuần chỉ là con lưng tiếng và nó chỉ lưng các cái giải bass, trung tép, các cái giải nhạc của âm sắc của nhạc và của tiếng mic. Đấy, và con lưng tiếng thứ hai là nó bổ sung thêm những cái đường USB và Bluetooth. Thì thực tế là những cái con lưng tiếng mà bổ sung thêm chế độ Bluetooth này, chế độ giải mã tín hiệu quang học hay là chế độ đọc USB, thì các bác bỏ ra một cái chi phí nó lớn hơn, nhưng mà thực tế ra là những cái chế độ đấy các bác về các bác không sử dụng. Đa phần đến 90% là các bác không sử dụng. Tại sao? Vì bản thân ở trên con vang của chúng ta đã có chế độ đọc USB, có chế độ Bluetooth, có giải mã tín hiệu quang học. Thành ra khi mà cái thiết bị ở dưới lưng tiếng mà có thêm những cái chế độ này thì chế độ ở trên những cái con lưng tiếng là thừa, là bỏ đi, là lãng phí. Đấy, thì khi đó thì các bác khi mà lựa chọn một cái con lưng tiếng thì cái mã V600 là một cái sản phẩm mà các bác đáng lựa chọn nhất, thực tế nhất. Đấy, bỏ ra một cái chi phí thực tế nhất để chúng ta chỉ là sử dụng cái hiện trạng của nó là lưng tiếng. Thì sau khi trên con vang này nó sẽ kết nối với Bluetooth này, kết nối với USB này, kết nối giải mã tín hiệu quang học, kết nối với AUX1, AUX2 và kết nối với mic, nó hòa trộn tiếng nhạc với tiếng mic xong, nó sẽ đưa xuống con lưng tiếng. Và bản thân con lưng tiếng lại làm cái mục đích lớn nhất, mục đích rõ ràng nhất của nó là lưng những cái tiếng của nhạc của mic lên, để mà sau đó đưa xuống cái hệ thống mà khuếch đại gồm có âm ly hoặc là cục đẩy công suất, khuếch đại cái tín hiệu đó là đưa ra loa. Thì khi mà các bác mua lưng tiếng thì cái mã V600 là một cái mã mà chúng ta bỏ tiền ra và chúng ta có một cái sản phẩm mà thiết thực nhất. Đấy. Và ở trong cái bài thử này các bác sẽ thấy là cái con lưng tiếng này thì nó sẽ có 3 cái phần chiết áp, nó sẽ chia thành 3 ô. Đấy, thì cái ô channel 1 và channel 2 có nghĩa là cái kênh loa trái và kênh loa phải, kênh loa 1 và kênh loa 2. Đấy, chúng ta nghe sister thì nó sẽ có hai loa, một loa bên phải và một loa bên trái. Thì hai cái cột này nó chỉnh cho hai loa. Thì trong mỗi một cột loa thì nó sẽ có các giải như là tiếng bass này, tuner là phần âm sắc và phần giai điệu này, và tiếng chép này. Đấy, thì các bác sẽ căn chỉnh từng cái giải âm trong cái phần loa trái và loa phải. Đấy, đấy. Và ở đây thì có phần ở bên này nữa là các bác sẽ nhìn cái super bass. Đấy, thì hai cái chiếc áp này nó sẽ phục vụ riêng cho cái đường cắt cốt dành cho cái loa bass, cái là cái loa siêu trầm ấy, như cái loa đôn như này. Đấy, những cái bác nào mà có những cái cục loa siêu trầm thì các bác sẽ lấy cái đường cắt cốt ở bản thân ở trên cái con lưng tiếng này, thì các bác sẽ tinh chỉnh được cái phần âm lượng của cái loa bass và phần cắt cốt ở tần số bao nhiêu, và chúng ta sẽ có cái phần đảo pha cho cái loa bass. Đấy, thì nó rất là tiện khi mà chúng ta sử dụng con lưng tiếng này. Và ở đây thì em sẽ bật lại cho các bác cái phần âm thanh. Đầu tiên là phần tiếng nhạc,
Và em sẽ có ở trên cái con lưng tiếng này, nó sẽ có cái phần mà tắt bật con lưng tiếng. Khi mà cái đèn báo này nó bật lên màu đỏ thì có nghĩa là con lưng tiếng này hoạt động và nó sẽ lưng cái tiếng nhạc và tiếng mic lên. Và khi mà cái đèn báo này tắt đi có nghĩa là con lưng tiếng này nó không hoạt động, không hoạt động, không lưng các giải lên. Thì các bác sẽ so sánh là khi mà em bật cái đèn này và tắt cái đèn này thì âm thanh nó sẽ khác biệt như nào các bác nhé. Đây thì đầu tiên đó là em sẽ tắt cái đèn này đi và em sẽ bật cái phần âm thanh lên. Bác nghe cái phần kẽo kẹt của loa nghe rất là phê và tiếng bass rất là tròn, rất là chắc luôn. Đầu tiên là các bác sẽ nghe cái phần âm thanh mà khi mà con lưng tiếng này hoạt động nhé. Có cái đèn này với cái tắt cái đèn này đi. Khi mà con này nó hoạt động thì các bác thấy là cái âm thanh nó khác biệt hẳn hẳn đúng không? Tiếng nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ giòn tiếng hơn, tiếng tép nó sẽ sáng hơn và tiếng bass nó sẽ dày dặn hơn, nó sẽ ấm hơn. Đấy. Thì đó là tác dụng của con lưng tiếng này, nó sẽ lưng các giải lên. Đấy. Và ở trên con lưng tiếng này thì các bác sẽ để ý hộ em là những cái chiếc áp này thì em có lưng lên một chút thôi. Đây, hướng nó hơn nhỉnh hơn 12 giờ một chút thôi. Đấy, lưng nó một chút thôi mà các bác thấy là âm thanh nghe nó đã khác biệt hơn hẳn. Thì bản thân cái con lưng tiếng này nó sẽ lưng hoặc là giảm các cái tông nhạc của từng giải. Các bác thấy là cái giải nào nó thiếu thì các bác sẽ bù cái giải đó là bằng cách là sẽ tăng cái chiết áp lên, tăng chiết áp của cái giải đó lên. Hoặc là các bác thấy là cái giải nào nó thừa đi thì các bác sẽ giảm cái chiết áp của cái giải đó đó. Thì đó là cái tác dụng của con lưng tiếng, tăng hoặc là giảm các cái tông nhạc để cho mà âm thanh chúng ta nó sẽ đạt một cái tiêu chuẩn hay nhất để chúng ta nghe nó sướng tai nhất, nó phê tai nhất. Đấy thì đó là tác dụng của con lưng tiếng. Và vừa rồi thì thực tế là các bác sẽ nghe thấy là khi mà bật con lưng tiếng thì âm thanh nó sẽ hay hơn hẳn đúng không? Hay hơn hẳn. Đấy là tác dụng của con lưng tiếng. Và ở trong cái bài thử này các bác lưu ý đặc biệt hộ em là cái phần equalizer. Vừa rồi chúng ta nghe nhạc thì các bác sẽ thấy là phần equalizer của phần tiếng music, đây là tiếng nhạc nhá. Các bác thấy là âm thanh của nó rất là hay mặc dù là chúng ta ở chế độ mặc định thôi. Đấy, mà bật lên mà nghe đã rất là hay như thế rồi. Và rõ ràng khi mà chúng ta chỉnh thêm vào nữa thì âm thanh nó còn sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Đấy, thì khi mà chế độ mặc định như vậy chúng ta đã thấy hay rồi, mà khi mà chúng ta chỉnh thêm nữa các âm sắc nữa thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn. Và con lưng tiếng này khi mà vặn thêm các giải nó còn to hơn nữa, nhiều hơn nữa thì âm thanh rõ ràng nó sẽ còn hay hơn nữa. Và tiếp đến là bây giờ em sẽ thử cho các bác cái phần tiếng mic. Và lưu ý tiếng mic của bác cái phần echo nhé. Echo, tất cả những cái chiếc áp của echo để hướng 12 giờ. Phần hiệu ứng của echo cũng để hướng 12 giờ, nhưng mà các bác sẽ thấy là ở chế độ mặc định này thì tiếng mic nó sẽ như nào. Và trong cái bài thử ở đây thì chúng ta đang sử dụng một cái mic có dây. Mic có dây. Và lưu ý đặc biệt là trong cái trường hợp này là chúng ta biến con âm ly này thành cục đẩy công suất, thành ra là tất cả những cái chiết áp của con âm ly này nó không có tác dụng nữa. Nó chỉ sử dụng cái vế công suất khuếch đại của con âm ly thôi. Và cái công âm ly này nó chỉ có cái nút tắt bật nguồn là có tác dụng thôi. Còn tất cả những cái chiết áp này nó vô tác dụng hết. Đấy, vì chúng ta không sử dụng, chúng ta bỏ hết đi. Đấy là trong trường hợp thì chúng ta sử dụng những cái âm ly đời cổ, những cái chiết áp này nó hỏng hoặc là nó kém đi thì chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta chỉ tận dụng cái con âm ly này ở cái chế độ là cái mạch khuếch đại, cái mạch công suất của nó thôi. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác cái phần tiếng mic nhé. Tiếng mic ở đây thì các bác sẽ thấy là ở đây thì em đang sử dụng một cái mic có dây. Và các bác thấy là phần echo của mic này, phần hiệu ứng của tiếng mic là để hướng mặc định. Nhưng mà các bác sẽ thưởng thức cái âm thanh ở đây ạ, rất là hay luôn nhé. Lên 6, các bác nghe cái phần âm thanh ạ. Lên 6, 7 tiếng rất là sáng, rất là hay. Lên 1, 2, 6, 7, 1, 2. Lên 6, 7, 1, 2. Các bác lưu ý hộ em là ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy có một cái cục đẩy nhá. Nhưng mà cục đẩy này em đang không sử dụng nhá, chỉ là một cái giá kê thôi nhá. Lưu ý hộ em là cái cục đẩy là không sử dụng, em vặn hết chiếc áp xuống. Không nhiều bác lại bảo là đang lắp vào cục đẩy chứ không phải âm ly. Và rõ ràng là chúng ta đang lắp vào âm ly nhá. Đây em tắt cái âm ly đi. Và bật nhạc nó không là tắt âm ly đi nhá. Đây các bác sẽ thấy là đây ạ. Đây ạ, âm ly nó xả hết tụ đúng không? Các bác không thấy nhạc đúng không? Không thấy nhạc lên đúng không? Đấy, nó xả hết tụ điện ở trong, hết điện ở trong âm ly rồi nhá. Bây giờ bật lên này. Đấy. Các bác có thể nghe cái tiếng nhạc rất là phê luôn. Vừa bật lên nghe rất là phê luôn. Rồi. Ok.
Tiếp đến là thử tiếng mic nhá. Tiếng mic ở đây là em đang sử dụng một cái mic có dây. Cái mic này bên em đang bán giá là hơn 600 nghìn thôi. Hơn 600 nghìn thôi. Mic dây này nó rất là dài. Ở đây em chỉ lấy một đoạn dây để thử cho các bác thôi. Còn mic là kèm theo dây, nó dây nó tầm khoảng 6 mét. Đấy, và mic này bán hơn 600 nghìn. Và các bác sẽ để ý hộ em là cái phần thử ở trong cái phần âm thanh này là phần echo của mic này. Phần hiệu ứng tiếng mic là để hướng mặc định của con vang. Đấy là có nghĩa là hướng mặc định xuất xưởng của con vang. Nhưng mà các bác sẽ nghe cái phần âm thanh của nó rất là mượt nhá. Alo 6712 tiếng rất là hay luôn các bác nhé. Alo 67 alo tiếng rất là ngọt ngào, tiếng sáng, tiếng bass thì đầy và nó không bị rú rít mic và cái độ nhạy của mic rất là cao. Alo 67712. Trong cái phần tử mic này thì các bác sẽ thấy có em có những cái chất âm gì có ba giải bass trung tép. Thì khi mà em nói chữ alo đó là giải bass, chữ lô là nghĩa là giải bát, thì các bác sẽ nghe cái giải bát nghe nó rất là ấm tiếng và tiếng bát rất là tròn và rất là sâu và rất là chắc. Đấy. Tiếp đến là chữ 67 có nghĩa là cái giải trung và giải chép. Giải trung và giải chép. Đấy, thì cái giải trung thì tiếng nó rất là sáng và giải chép thì tiếng cao và tiếng rất là sáng tiếng, rất là giòn tiếng. Đấy, các bác sẽ nghe lại hồi em nhé. Alo và 67. Đấy, alo có nghĩa là giải bát và 67 có nghĩa là giải trung và giải chép. Alo. Alo 67. Alo 67 tiếng rất là sáng luôn các bác nhé. 66 giải trung giải chép. 67 giải bát. Alo. 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 Alo 67. Alo 67. Đấy, các bác thấy là tất cả các giải đều đủ và rất là tiếng rất là hay, rất là sáng. Và cái nữa là cái phần hiệu ứng của tiếng mic, hiệu ứng của tiếng mic nhé. Các bác thấy cái hiệu ứng của tiếng mic thì nó rất là mượt, rất là mượt và cái hiệu ứng nó rất là quẹn khi chúng ta hát karaoke thì hiệu ứng rất quan trọng. Alo 67 12 67 12. Alo 67 12. Đấy, các bác nghe tiếng rất là phê. Đấy, thì trong cái trường hợp này có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ ra một cái chi phí rất là hợp lý, rất là rẻ tiền thôi. Các bác sẽ mua thêm hai thiết bị. Đấy, đầu tiên là các bác sẽ mua thêm một con vang. Đấy, còn nếu mà các bác mua thêm cả một con lưng tiếng nữa thì càng tuyệt vời hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ lắp vào âm ly và chúng ta sẽ nâng cấp cái âm ly lên và chỉ sử dụng cái vế công suất khuếch đại của con âm ly thôi. Chúng ta sẽ bỏ ra một cái chi phí thấp nhất nhưng mà chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh vượt trội hơn hẳn, hay hơn hẳn. Đấy, và về sau các bác có kinh tế các bác lại vứt bỏ con âm ly thì chúng ta lại thay vào cục đẩy, thì có nghĩa là hai cái thiết bị ở trên này vẫn sử dụng bình thường. Đấy, lắp và đẩy công suất âm thanh thì nó sẽ còn hay hơn nữa. Đấy, và bây giờ em sẽ bật lại, các bác sẽ nghe một chút nhạc nữa. Các bác sẽ nghe rất là phê đúng không? Thì đây là trên này là con vang SV12 các bác nhé. SV12 hàng chính hãng của bên PS Audio. Và ở phía dưới đó là con lưng tiếng. Lưng tiếng đây là hàng chính hãng của bên PS Audio. Và mã con này là con V600. Và đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm. Thứ nhất đây là con V600. Các bác sẽ nhìn thấy hàng chính hãng, bao bì đóng gói thì nhìn trông rất là xịn sò các bác nhé. Hàng chính hãng của bên PS Audio. Và model của nó là con V600. Đây là kiểu dáng ở bên bao bì đây. Tiếp đến đó là con lưng tiếng, cũng là hàng chính hãng của bên PS Audio và mã gọi là SV12. Đấy là cái bao bì đóng gói, thì các bác sẽ nhìn cái bao bì đóng gói thì nhìn trông nó rất là xịn sò. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác nhé, rất là chắc chắn và đẹp. Ở đây thì bên trong thì nó sẽ có những cái mút bảo vệ ở phía dưới, phía trên cũng như là hai bên cạnh sườn của thiết bị. Bên trong cái con vang này thì sẽ có một dây nguồn này. Và một quyển sách hướng dẫn sử dụng này và một cái tô vít chỉnh. Thì với cái con vang này thì các bác chỉ cần là vặn trực tiếp ở trên này. Đấy, các bác các giải bass trung tép và âm lượng như nào các bác sẽ vặn trực tiếp ở trên này, rất là dễ sử dụng. Nó còn dễ sử dụng hơn cả âm ly. Và trên con lưng tiếng lại cũng vậy, các bác nó sẽ phân biệt thành các giải thì các bác sẽ vặn trực tiếp ở trên cái con lưng tiếng. Đây là bao bì con lưng tiếng cũng vậy, có những cái súp mút bao bọc bên trong. Và khi mà mua ở bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác đầy đủ dây jack phụ kiện các bác nhé. Thì trong trường hợp mà các bác mua cả combo, cả lưng tiếng, cả vang thì đầu tiên đó là em sẽ tặng kèm cho các bác là trong trường hợp mà các bác âm ly thì em sẽ tặng kèm cho các bác là hai cái sợi dây Canon ra hoa sen để các bác kết nối với cả âm ly này. Tiếp đó là hai cái sợi dây Canon hai đầu để các bác kết nối giữa vang với cả con lưng tiếng. Tiếp đó là các bác sẽ có một cái sợi dây cáp quang hàng chính hãng dài 3 mét để các bác kết nối cái đường tín hiệu tiếng từ trên TV xuống cái con vang.
Đấy, và tiếp đến là các bác sẽ có một cái sợi dây AV, dây đường tiếng, đường AV, đường hoa sen đây. Đấy, để các bác giao tiếp với cả con đầu đĩa, đầu hát, những cái bị nhạc của các bác. Ví dụ có đầu đĩa, đầu hát. Và các bác sẽ có một cái rắc chuyển đổi đường súp. Trong trường hợp mà các bác chỉ mua con vang không thì các bác sẽ có cái rắc này. Còn trong trường hợp mà các bác mua cả con lưng tiếng thì bản thân con lưng tiếng nó sẽ không cần cái rắc này các bác nhé. Đấy, thì em sẽ kèm cho các bác đầy đủ tất cả dây rắc phụ kiện. Có nghĩa là khi mà các bác mua sản phẩm về là các bác chỉ việc ráp thôi, các bác không phải mua thêm bất kỳ một cái gì cả. Phụ kiện thì em sẽ kèm đầy đủ cho các bác. Và thưa các bác, là bên em là bên lương âm thanh, lương audio, thì bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, thì bên em để chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái model hàng khác nhau. Đấy, thì bác nào mà quan tâm về những cái sản phẩm mà thiết bị này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại đấy ạ, 0988646683. Đấy là số điện thoại của bên em. Em nhắc lại cái số điện thoại của bên lương âm thanh, lương audio là 0988646683. Đấy, thì bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng về những cái thiết bị mà âm thanh karaoke với rất nhiều những cái model hàng khác nhau. Và thưa các bác, là cái phần giá thành của sản phẩm các bác nhé, thì em làm cái video này quảng cáo cái sản phẩm này trong cái thời gian dài, và giá thành của sản phẩm là thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó có thể là tăng hoặc là giảm. Tăng hoặc là giảm theo thời gian. Thành ra là khi mà các bác mà quan tâm về sản phẩm thì các bác sẽ để ý hộ em là cái phần mô tả của video. Dưới cái video này thì sẽ có cái phần mô tả cũng như là cái phần bình luận của video. Thì bên em sẽ báo thường xuyên báo giá cho các bác ở chế độ là công khai nhé. Giá báo giá công khai cho các bác, và cái giá sẽ được update thường xuyên. Có nghĩa là cái giá ngày hôm nay thì nó sẽ khác ngày mai và nó sẽ khác ngày hôm trước. Đấy, và em sẽ update thường xuyên, và cái giá em sẽ để cái giá công khai ở cái phần bình luận. Thì các bác sẽ muốn cái biết cái giá rõ ràng nhất, giá chính xác nhất thì các bác sẽ kéo xuống cái phần bình luận của video cũng như là cái phần mô tả của video, thì sẽ có cái giá em update cái giá thường xuyên cho các bác, giá mới nhất cho các bác. Đấy, thì cảm ơn các bác đã theo dõi video, và em xin chào các bác. Và các bác theo dõi video thì các bác sẽ nhớ hộ em một việc là các bác sẽ ấn nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác, mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như là chia sẻ thì một phần nào đó thì các bác đã ủng hộ kênh của em, các bác đã giúp đỡ em. Đấy, thì em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và trong cái video này thì có rất rất nhiều những khách hàng đã mua những cái sản phẩm ở bên em, và cái sản phẩm mà thường xuyên là khách hàng sử dụng đó là những cái con âm ly như này. Đấy, rất rất nhiều những cái bác mà đang sử dụng những âm ly như này. Thì rõ ràng những cái âm ly mà chúng ta mà mua sắm được ngày trước rất là cổ rồi, thì âm thanh của nó rõ ràng nó không thể hay được, vì nó là những cái công nghệ đời cũ, công nghệ đời cũ. Và nhiều cái âm ly là những cái chiết áp này nó bị hỏng này, thì các bác vặn nhiều khi là nó cứ sột xoẹt ở loa, thì đó là chúng ta đã sử dụng lâu ngày nó quá rồi. Thì lúc đó thì các bác sẽ nghĩ ngay là chúng ta vẫn tận dụng cái âm ly đấy, nhưng mà chúng ta chỉ tận dụng là cái vế công suất khuếch đại của nó thôi. Đấy, và chúng ta sẽ mua thêm con vang cơ và mua thêm lưng tiếng. Đấy, để các bác lắp vào, để chúng ta sẽ biến cái con âm ly này thành cục đẩy công suất, và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm âm thanh nó hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn hay hơn những cái thiết bị cũ. Đấy, thì đó là một cái nâng cấp, một cái phương án rất là hợp lý. Chúng ta sẽ bỏ ra một cái chi phí nó hợp lý nhất, nó rẻ nhất, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái hiệu quả ok nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ.